Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách làm nhiệm vụ airdrop và nhận cái token CB nó chạy trên cái nền tảng Smart Chain PEP20. Rồi cho hết quý vị hãy vào đường link KTV sẽ để bên dưới video này. Rồi, đầu tiên quý vị hãy join vào cái group Telegram của họ trước này. Open này. Phần Telegram này. Chọn join này, rồi trả lại với trình duyệt này. Quý vị có thể tắt cái này đi. Quý vị hãy follow cái trang Twitter Handmade của họ này. Mở tab mới này. Chọn follow này. Rồi tắt đi này. Quý vị hãy retweet cái trang Twitter của họ này. Rồi quý vị like này, quý vị chọn retweet này, rồi quý vị hãy tag ba người bạn vào đây, rồi quý vị chọn tweet này, rồi quý vị view nó này, quý vị hãy chụp ảnh cái màn hình này. Ok chưa? Chụp ảnh cái màn hình này này. Quý vị hãy mở cái 3D lên và gửi cho họ cái ảnh này. Rồi quý vị nêu nó lại này. Rồi quý vị có thể tắt cái này đi. Đột xây. Quý vị có thể tắt cái trang Twitter đi này. Rồi ở cái ô đầu tiên quý vị hãy điền cái ví PEP20. Quý vị có thể lấy ở cái ví chớp hoặc ví Safipan. Cái ô thứ ba quý vị hãy nhập cái link Telegram của quý vị. Rồi cái ô thứ hai quý vị chọn thêm tệp này. Và quý vị chọn cái ảnh mà quý vị vừa chụp. Và tải nó lên. Cho tải lên này. Ok, đã tải lên, quý vị chọn gửi này. Rồi, đã hoàn thành. Và mọi thông tin về cái token quý vị có thể tìm hiểu trên cái Telegram và cái trang Twitter